Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 92 ngày 21, Tin Lành của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 1 đến câu 6, câu ghi nhớ Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 phần B. Tin Lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tin Lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 1 đến câu 6. Kinh Thánh Tân Ước trang 183, Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 1 câu 6. Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa. Và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lối trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 4 phần B. Tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc câu ghi nhớ. Tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Trong phần tìm hiểu, em chọn câu trả lời đúng nhất nhé. Khi được ban cho chức vụ giảng tin lành, ông Phaolô đã A. chẳng nản lòng, B. tỏ bày lẽ thật, C. câu A và B đúng. Chúng ta xem thì chúng ta thấy ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4, đây tôi Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Tỏ bài lễ thật nè, rồi chẳng nản lòng nè là câu 1 nè. Câu 1 thì chúng tôi chẳng ngã lòng là câu 1. Rồi khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng thì là câu số 2. Bày tỏ lễ thật. Bày tỏ lễ thật đâu rồi? Tỏ bài lễ thật cũng câu 2 nè. Như vậy câu A và B đúng. Rồi, ông Phaolô giảng về A. sự rạng rỡ của tin lành Đấng Christ, B. Chúa Giê-xu là Chúa, C. cả câu A và B đúng. Sự rạng rỡ của tin lành Đấng Christ thì chúng ta thấy ở trong câu số đây. Câu số 5. Nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa. Rồi, sự sáng, rồi, về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ. Như vậy là câu A và B đúng. Vậy chúng ta chọn câu C. Ai không nhận biết tin lành của Chúa Giê-xu? A. kẻ chẳng tin, B. ma quỷ Chúa đời này, C. cả hai câu đều đúng. Ai không nhận biết tin lành của Chúa Giê-xu? Chúng ta xem lại. Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời, ở trong câu số 4. Kẻ chẳng tin, ai không nhận biết tin lành là kẻ chẳng tin. Ma quỷ nó cũng nhận biết nhưng mà nó không có tin Chúa thôi. Nó biết nhưng mà nó không tin Chúa. Em mời Chúa Giê-xu làm Chúa đời mình,
để lẽ thật của tin lành được bày tỏ trong em. Chúng ta thấy đây là hình ảnh Chúa Giêsu yêu thương thiếu nhi. Giêsu bồng ẵm thiếu nhi, Chúa Giêsu dạy dỗ thiếu nhi. Em viết ra hai đặc điểm liên quan đến tin lành của Chúa Giêsu được đề cập trong phần đoạn này. Tin lành của Chúa như thế nào đây? Tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Rồi. Sự sáng. Thứ nhất là gì? Tin lành Đấng Christ là ảnh tượng Đức Chúa Trời. Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Rồi. Điểm thứ hai là gì? Điểm thứ hai à, đó là tin lành phải được soi sáng. Tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và thứ hai là phải được soi sáng. Cho mọi người. À, chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Con cảm ơn Chúa đã cho con nhận được tin lành của Ngài. Xin Chúa dạy con biết yêu mến Chúa và truyền tin lành của Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Cảm ơn Chúa đã cho con nhận được tin lành của Ngài. Xin Chúa dạy con biết yêu mến Chúa và truyền tin lành của Chúa cho mọi người. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.